Rồi, hôm nay chúng ta học tri thức mà học buổi chiều cái khỏi gì ngủ ha. Mấy bữa trước ta học tri thức mà học buổi chiều tối cái dễ ngủ. À thì hả? Ngủ thức hả? Tại thầy vô lòng quá ngủ có được cái gì. À thì cái bị rõ ràng ha, mỗi cái tông phái hồi xưa ngay thời Đức Phật á, nó không có cái tông. Nó có một duy nhất của Đức Phật mà thôi. Nhưng mà Đức Phật nói nhiều cái bài kinh. Rồi sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, các vị tổ mới tụng những cái bài kinh đó. Có vị thì thích kinh Pháp Hoa, có vị thì thích kinh Lăng Nghiêm, có vị thì thích tông Di Thức. Thì từ những cái vị tổ đó mới phát triển cái tâm đắc của mình về cái bài kinh đó ra. Thì nó bắt đầu nó lòi ra các tông phái ha. Thì rõ ràng là trong mỗi cái bộ kinh đó hay là cái tông đó đi nữa, thì Đức Phật đều dạy chúng ta có cái phương pháp tu tập cả nha. Ở đây học kinh điển là không có chuyện cầu nguyện. Bao giờ mà quý vị không có từ cầu nguyện thì quý vị học mới đúng kinh điển thôi. Cái mà cầu nguyện đó nó quý vị là xưa giờ đó là thuốc đó, thuốc giả đó, không thiệt. Thuốc giả mà chính sư cũng phải giả mà. Giả tại vì nó cầu nguyện được, vô chùa đi, thầy cầu nguyện thuốc hết à, mới vô được. Chứ cho uống thuốc thiệt đâu có được. Thuốc thiệt nó không có cầu nguyện được thì chắc chắn cái vượng vô rồi đó. Đó là toàn là thuốc giả không đó. Nhưng mà bây giờ phải cho uống thuốc thiệt à. Thuốc thiệt ở đây có nghĩa là cái vị muốn tu chứng được cái gì á, là tự mình phát triển, tự mình tu tập. Đó là thuốc thiệt. Rõ ràng ha. Nên cái tư tưởng mà cầu xin van lại đó, học cái lớp này bỏ bớt đi, bỏ càng tốt. Mà cái đó nói chung là nó không có được. Tại vì cái đầu quý vị nó yếu quá, quý vị không dám lý luận. Chứ mà còn được á, là sẽ lý luận hồi nữa là Phật cũng bó tay luôn à. Quý vị nó sáng lên giống gì hết á. Nếu mà cầu nguyện được nè, cái vị nghĩ bo từ Đức Phật đến giờ là 25 thế kỷ đúng không? Cứ một ngày mình cầu nguyện bao nhiêu người. Nếu mà Phật mà ông ban, ông cho liền được á, thì đến bây giờ ông bóc quăng hết lên ra đó rồi đó. Nếu là cầu nguyện được. Nhưng mà gần như chúng ta làm những cái việc mà trong bóng tối, người khác không biết, ta không biết, rồi cứ nghĩ nó có thật không. Cái này không có được. Thì chứng minh cái vị thấy này, cái này rõ ràng thôi. Tại vì cái lớp này phải nói thiệt đó nè, không có dụ quý vị nữa. Dụ quý vị nữa là cái lớp này nó không có ra được, nó không đúng cái nghĩa được. Quý vị nghĩ là Đức Phật của mình đó ha, sau khi mà thành Phật xong đó, về có kêu ông vua Tịnh Phạn Vương đi tu không? Thọ trì tam quy ngũ giới có tu tập không? Tự nỗ lực tu không? Có chứ sao không có. Đó à. Nếu mà ổng mang cái tư tưởng mà Như Lai là người đã thành Phật rồi, có quyền năng hết á, thì ổng sẽ nói bây giờ vua cha đừng, không cần tu gì hết á. Tuổi vua cha già rồi, cứ ăn chơi tha hồ. Đến giai đoạn mà vua cha chết là con chỉ cần cầu nguyện, con lấy nước con rải là vua cha ngon lành. Nhưng mà được không? Không. Đức Phật cũng về, nó lớn, nó nhỏ, nó to, nó bự, khuyến tấn vua cha của mình hướng về có con đường đạo. Và chính vua cha là cái người mà tu tập mới được. Nếu là có công năng, có quyền lực, có tình cảm nhiều nhất, thì Đức Phật của mình là vô địch đúng không? Để vua cha đó, nhưng mà làm có được không? Không, đừng có uống thuốc giả nữa. Nỗ lực lên. Cái này nó, quý vị thấy nó rất là đơn giản. Cái thuốc giả đây hay là dụ cái vị tu á, nếu mà không phá cái cách này đó, nó rất là nguy hiểm. Quý vị thấy nó đơn giản nhưng rất nguy hiểm. Có nghĩa là quý vị tự ỷ lại. Nhưng nhà sư không phân tích rõ như vậy đó, là có nghĩa là cái thành quả không tự mình á, quý vị sẽ tự nghĩ rằng là còn nhờ giả tới người này người kia người nọ đó. Là không bao giờ chúng ta tự nỗ lực, chúng ta bỏ những cái tu tập chúng ta được đâu. Cái đó thì nó là cái sai lầm, cái rất là nguy hiểm khi mà cho uống thuốc giả.
hay là dùng phương pháp mà sơ cơ mà không phân tích rõ ràng cho cái vị á, thì cái này làm cho cái vị ỷ lại, rất là ỷ lại, không có tự nỗ lực mình tu tập và đoạn trừ á, thì cái đó là thất bại rất lớn trong vấn đề tu tập. Thì đến cái lớp này là bắt buộc các vị giáo thọ phải nói thẳng thôi, dù cái vị bỏ được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu, nhưng mà phân tích cho các vị thấy rõ ràng là không có được như Đức Phật của chúng ta đó. Giống như là bữa trước nói ông tỳ kheo gì đó tự nhiên quên, cái gì tịnh á, thiện tịnh thiện tinh tỳ kheo á, là nếu mà nói ngoài đời á là con của Thái tử Tất Đạt Đa, mà khi đi tu là đệ tử của Đức Phật. Nhưng không biết ông đó trước hay ông kia trước, cái đó không biết. Thì suy nghĩ chắc ông đó trước. Rõ ràng là khi mà ông này đó làm những hành động, những việc làm mà nghịch là quy luật nhân quả, Đức Phật nói ông này sẽ đọa địa ngục ngay trong đời này. Rõ ràng là người con của mình mà làm cái ngược, cái việc làm nghịch lại mình. Đối với chúng ta là chúng ta đau khổ, chúng ta răng sinh, chúng ta nhờ giả, chúng ta đủ thứ hết đó để cứu cái ông con mình mà đệ tử của mình nữa. Nhưng mà đứng trên cái giáo lý tột đỉnh của Đức Phật á, là ai gieo nhân nào người đó quả đó thôi. Thấy Đức Phật mình chưa? Cái người mà nhận thức như vậy thì không có sợ và không có răng sinh cái chỗ này. Ngay cái người con của mình là đệ tử của mình. Rồi mà thậm chí cái việc đọc ở trong kinh Hoa đó, giống như là gọi là rồng nữ á, đông nữ đó, mà cái người nữ là không thể thành Phật mà tu trúng đường lối Đức Phật là thành Phật à. Đó là một người nữ, một vị rồng nữa, là động vật nữa, mà tu trúng đường lối Đức Phật là thành Phật. Còn dù là thiện tinh tỳ kheo là con, là người đàn, một con người, nhưng mà tu chặt cái đường lối Đức Phật hay là chặt quy luật nhân quả là phải ở đọa đàng hoàng thôi. Quý vị sẽ nói cái giáo lý Đức Phật nó không có ô dù trong đó, nó không có gian sinh trong đó, nó mới trúng được. Nên cái đạo Phật sinh nó mê mẩn là cái chỗ đó đó. Đi vô bất cứ chỗ nào đi nữa nó cũng mãn nguyện, không có nhờ giả gì hết á. Không trong sáng, rất là trong sáng. Nên bây giờ thậm chí nước Mỹ đi nữa nó cũng không bao giờ mà đạo Phật mình vô mà lạc hậu được đâu. Thì đó, nhắc cho quý vị nhớ, thì trong cái vấn đề mà nói nãy giờ cũng để ý á, trong cái tâm duy thức trình bày từ bữa nay cho quý vị đó là pháp tướng tâm, là về cái tướng là bát thức tâm phương, đúng không? Rồi pháp tướng tánh là nói về ba tánh. Rồi á, bây giờ chúng ta học có nghĩa là cái địa vị tu chứng. Ở đây nó cũng là cái phương pháp nha. Và chỉ chúng ta tu cái nào trước, cái nào sau, và chúng ta chứng cái gì thì duy thức sẽ trình bày cho quý vị thế này. Thì cái liên quan tới cái năm cái phần mà trong cái duy thức trình bày ở đây đó, tư lương vị, gia hành vị, thông đạt vị, tu tập vị và cứu cánh vị đó, là năm cái tiến trình tu của người duy thức. Có nghĩa là phải tu từng bậc vậy đó. Thì từ sư nói lát sư phân tích cho vậy. Thì năm cái này đó nó nằm trong từ cái bài kệ thứ 25 cho đến bài kệ thứ 30 lận, thì nó rất là dài. Thì sư sẽ gom năm cái địa vị này trong một bài thôi để cho quý vị dễ hiểu ha. Chứ còn nếu mà đọc như bữa trước đọc quý vị đó gần như quý vị không hiểu gì luôn. Thì ở đây sư sẽ trình bày cái vị này từ bài ngắn gọn, và lát cái đoạn là ghi sẽ nói cho vị ghi ha. Từ bài kệ thứ 25 tới bài tụng thứ 30 trình bày năm địa vị trên con đường tiến tu duy thức quán, là năm địa vị đó là cái vị ghi một năm cái ý này. Tư lương vị, một là tư lương vị từng bước ha, tư lương vị phải tu trước. Thứ hai là gia hành vị,
Thứ ba là thông đạt vị. Thứ tư là tu tập vị. Thứ năm là cứu cánh vị, có nghĩa là giải thoát đấy. Đó, cái tiến trình tu của di thức nó phải bước trên năm cái bước này. Thứ nhất là mình tu tư lương vị, thứ hai mình bước thứ hai là gia hành vị, thứ ba là thông đạt vị, thứ tư là tu tập vị, thứ năm là cứu cánh vị. Còn theo tông của thiền tông là tu gì? Thiền tông mình tu tông gì? Tông ấy gì tu cái gì? Tu thiền. Theo Tịnh Độ tông tu gì? Niệm Phật. Rõ ràng là mỗi tông nó có mỗi cách tu khác nhau nha. Thì theo cái tông di thức á, thì chúng ta phải tiến trình có 5 bước tu tập như vậy. Thì bây giờ đầu tiên á, chúng ta sẽ hiểu cái như thế nào là tư lương vị này. Cái vị để số 1 đi. Cái này cái vị xin nói là rất là ngắn luôn á, chứ cái vị dễ hiểu. Đặng mai mốt người ta nói tu lương vị là gì để biết. Tư lương vị, hai chấm. Tư lương có nghĩa là chuẩn bị lương phản hay là lương thực á. Tư lương có nghĩa là chuẩn bị lương phản. Phải sắp xếp hành lý cho một cuộc hành trình tiến tu. Sắp xếp hành lý cho một cuộc hành trình tiến tu. Di thức quán. Thì cái bài kệ mà nói tới cái tu cái này đó, nó như thế này này. Quý vị muốn ghi ghi này. Khởi tâm tu di thức. Khởi tâm tu di thức. Cầu trụ di thức tánh. Cầu trụ di thức tánh. Khởi tâm tu di thức. Cầu trụ di thức tánh. Hai thủ ngủ êm liềm. Hai thủ ngủ êm liềm. Hai con số hai đó. Hai thủ ngủ êm liềm. Ngủ, ngủ thức á. À. Hai thủ ngủ êm liềm. Chưa diệt trừ chinh phục. Chưa diệt trừ chinh phục. À, câu số 2 là cầu trụ di thức tánh. Di thức á. Di thức tánh. À. Thì đây cái vị không cần đọc ha, không cần ghi ha, xin sẽ đọc cho cái vị rồi phân tích thêm nè. Trụ di thức tánh là mục đích đến ha, rõ ràng là chúng ta muốn nghiên cứu cái tâm di thức này á, là chúng ta muốn trở về với di thức tánh. Trụ di thức tánh là khi nào tâm hành giả chế ngự và diệt trừ hoàn toàn hai món thủ. Hai món thủ là gì? Ngã và ngã sở, đúng rồi nha. Cái mà cái đối thủ mà nặng căn nhất của tông di thức á, chẳng những tông di thức đâu, gần như các tông phái, cái nặng nhất mà cái người tu cần phải loại trừ đó là ngã và ngã sở. Thì ở đây rõ ràng nè, trụ di thức tánh là khi nào tâm của hành giả chế ngự nha, rồi diệt trừ hoàn toàn hai món thủ.
Hai món thủ là đối tượng sở quán. Nó luôn đối tượng sở quán, có nghĩa là chúng ta thường lấy nó ra ngồi quán chiếu thiền định tư duy đó, để chúng ta thấy nó là vô ngã, để chúng ta mới tiêu diệt nó. Nó luôn luôn là đối thủ đương đầu của người tu duy thức quán. Thế lực của hai đối thủ còn mạnh mẽ, chứng tỏ cái ngã tướng trong con người chưa chế phục, mà chỉ ngừng sinh hoạt như một giấc ngủ êm, sau đó nó sẽ thức dậy. Thì đây nè, cái câu kệ hồi nãy quý vị thấy rõ ràng này. Hai thủ ngủ im lìm đó, cẩn thận. Chúng ta bước đầu tiên mà tu cái tư lương vị này nè, cái bản ngã và ngã sở chúng ta đó, nó chưa có tiêu diệt, chưa có chế ngự và tiêu diệt á, chúng ta cứ nghĩ là nó mất. Nhưng mà nó gọi ở đây duy thức nó rằng nó giống như một giấc ngủ im, nhưng mà chỉ cần nó thức dậy á thì nó sẽ sinh hoạt, nó sẽ hoạt động lại bình thường. Thì ở đây nhiều lần ví dụ quý vị thấy đó, ví dụ như bây giờ này, bản thân ngày xưa nhiều hồi nó lừa đảo mình ghê gớm lắm. Cái bản ngã, cái tâm của mình nó lừa đảo mình ghê gớm. Bình thường quán chiếu á là đi chỗ nào ngồi chỗ nào cũng được hết á, là trong cái tâm của mình, trong cái suy nghĩ mình hàng ngàn quán chiếu như vậy đó. Bây giờ muốn ngồi tới cái hội nào đó mình ngồi đâu cũng ok, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cái đó nó chưa có chuyện nha, cái việc kho nó lừa mình nè. Mà cái này rõ ràng là nó ngủ nó thức dậy nè, có nghĩa là mình tới cái đạo tràng đó hoặc cái nơi đó mà người ta chỉ đạo, người ta kêu mình đi vào chỗ này ngồi chỗ kia ngồi đó, thì lúc đó cái vị co bản ngã cái vị nổi không biết à. Thấy chưa, rõ ràng là bình thường chúng ta cứ nghĩ đâu là chúng ta đã tiêu diệt loại trừ nó rồi, nhưng mà rõ ràng cái hành động đó chẳng qua là nó lừa mình mà thôi, là mình đã có nghĩa là đã ý nó trước rồi. Nhưng mà khi mà gặp cái trường hợp mà vào cái chỗ đó mà người ta chỉ đạo, mà ta hướng dẫn, mà kêu mình đến cái chỗ nào đang ngồi, thì cái bản ngã mình sanh ngay lập tức. Cái người tu nó là không, đừng có khoe là tu nhiều hay tu ít gì hết á, có nghĩa là anh phải tỉnh thức nhận diện nó, chỉ cần nó khởi lên nhận diện việc nó vậy thôi à. Nó rất là đơn giản. Như nhiều lần thấy ví dụ quý vị ở New York mà cái chú Phật tử mình á, là ông sư, thì nói chung là ở đây nói trên cái địa vị ha, thì ông sư trong chùa là chắc ngon hơn Phật tử rồi đó. À, kêu ổng chở mình đi mua bông á, mình biết ở đây qua cái chỗ bông đó nó đi một đường lèo nó thẳng à, nhưng mà ổng không có chạy đường thẳng, ổng chạy cà vòng vậy đó. Là lúc đó con người mình nó bắt đầu nó khó chịu, nó nổi lên, thì cái thấy rõ ràng ngay từ ban đầu mình đã điều chỉnh nó rồi. Mình nghĩ đi con đường đó là chỉ ông đi dễ là không có chuyện nổi lên rồi đó. Rồi vậy mà ổng chỉ cần đi cà quèo hồi nữa là trong người mình khó chịu. Là cái gì nổi lên? Cái ngã thể hiện mình là cái người tu, người xuất gia, người lớn, người này kia nọ. Rồi tự động bản ngã sanh ra. Nó sẽ nói là phải cẩn thận tỉnh giác, để ý trong mọi lúc, lúc nào nó khởi lên nhận diện và tiêu diệt nó. Chứ không có dễ. Phải nói là cái giai đoạn đầu tiên ở đây đó, nó là nó gọi là hai thủ ngủ im lìm á, thì cái này giống y như chúng ta nói là lấy đá mà đè cỏ vậy đó. Chúng ta đè cỏ xuống rồi chúng ta nhìn ở trên không có cỏ, chúng ta tưởng nó chết, mà không phải. Chỉ cần một ngày nào chúng ta lật cái đá đó lên thì cỏ nó sẽ mọc ngược. Còn cái giáo lý nhà Phật là chúng ta yêu cầu chúng ta cần phải móc lôi từ cái rễ nó, cái gốc nó lên luôn. Cái đó mới là cái chính ha. Thì rõ ràng hai cái bài kệ đầu tiên cho chúng ta thấy rằng cái mà nói tới cái tu cái tư lương vị này đó, là chúng ta cần để hai cái thủ đó là ngã và ngã sở. Nhưng mà không có dễ đâu nha. Nhưng mà nhớ không phải là không dễ rồi chúng ta không được. Cái vị bỏ cái bản ngã ngã sở càng nhiều á, thì cái vị có được cái nhẹ nhàng, cái giải thoát giác ngộ càng nhiều. Mà cái vị bỏ ít thì cái vị có ít, chứ không phải là đợi bao giờ bỏ hết nó mới hết nha. Thì cái vị thử gì áp dụng trong gia đình á,
Nhất là chúng ta có lớn trong gia đình đó, mà tự hồi giờ là chúng ta chưa có học đạo, rồi chúng ta cứ cho là mình là mọi thứ, cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động hay cái gì mình cũng là tốt hết á. Được con rồi cháu hay là kia nọ nó nói là chúng ta không đồng tình. Đó là cái bản ngã chúng ta lớn đó. Nên thử coi mình áp dụng Đức Phật là phá cái ngã coi thử nó có đúng hay không. Phá cái ngã có nghĩa là mình đừng coi cái gì hết, mình coi giống như mình là bạn của con của mình, bạn mình là bạn của cháu mình vậy đó. Thì ngay lập tức mình sẽ được nghe những cái lời của nó và nó sẽ được nghe những lời của mình. Và lúc đó nó sẽ gần gũi mình nhiều hơn nữa. Rõ ràng trước tiên bây giờ nó không đồng tình với những cái lời nói hành động của mình bớt đi đau khổ. Cái này cũng nói trước nha, bản thân ngày xưa phải áp dụng trong cuộc sống thôi à, không có hay ho gì hết á. Mà phải là áp dụng trong cuộc sống. Giống như giờ mà đến một cái cuộc họp nào đó mà mình đưa một cái ý kiến lên, mà nó đây là cái ý kiến của tôi, mọi người đều phải nghe, vậy là thất bại rồi. Nhưng mà quý vị cũng đưa một cái ý kiến lên, hay là quý vị đưa một cái bài thuyết giảng lên, nói đây là cái ý kiến mà bản thân của tôi nhận thức như vậy, quý vị nào nghe thấy được thì sử dụng. Thì ngay lập tức nó khỏe một cái là cái gì? Người ta nếu mà chúng ta nói hay là chắc chắn là ta thích nghe rồi đó. Mà hoặc là người ta không nghe, không đồng tình mình để nữa, mình cũng không có gì khổ. Tại vì trong cái đầu mình đã suy nghĩ rằng mình là một ý kiến, một cái giả thiết tạm thôi mà. Thì dù người ta không đồng tình đi nữa, chúng ta cũng không đau khổ. Cái đây là chúng ta nói quý vị là phải áp dụng trong cuộc sống đó. Để làm gì? Ủa nói như vậy là mọi người giống như đạo Phật rồi, tiêu diệt cái bản ngã rồi, con người dễ sống, không có cái gì hết à? Không phải nha, cái người như vậy đó là cái người mới là cuộc đời người ta hay là người khác mới nể mình nhiều hơn. Quý vị thử tâm lý coi, người bạn quý vị coi, mà cái người đó người ta bớt đi bản ngã, ta sống rất là gần gũi dễ thương nãy, thì quý vị quý cái người đó hơn hay là cái người mà đầy cái bản ngã xa lánh quý vị? Rõ ràng là cái người mà sống một hài hòa gần gũi lẫn nhau đó là ta bớt bản ngã đấy. Thì rõ ràng những cái người này, người ta nói những cái ý kiến mà gọi là hay là chúng ta nhận thức. Tự nhiên trước tiên là chúng ta gieo cái thiện cảm giữa chúng ta và người đó trước cái này. Thì chúng ta nói cái gì không có cái khoảng cách giữa cái bản ngã với nhau á, thì người đó người ta thích nghe hơn. Thì hoàn toàn nó, thưa quý vị, là con người mà khi có bản ngã là không bao giờ nó đưa chúng ta đến hạnh phúc cả, mà chỉ có đưa đến đau khổ mà thôi. Nên từ cái đó Đức Phật chúng ta mới dạy chúng ta cái phương pháp gọi là tu vô ngã là lý do đó. Ở đời này quý vị rò soát hết lại coi, chúng ta khổ đừng có nói ở ngoài nó làm chúng ta khổ. Cái đó suy nghĩ nó khoảng 20% mà thôi. Giống như trời nóng, lạnh, thời tiết hay là bão này kia nọ, cái đó khoảng 20% mà không đáng kể. Cái mà nó làm quý vị khổ nhiều nhất và đau khổ nhất đó, mà đến giai đoạn có nghĩa là có lúc mà là tuyệt mạng đó, là cái gì? Cái bản ngã đó. Nó hành xác quý vị, nó hành quý vị hết ngày này tới ngày kia, trong đêm mà nó còn không cho chúng ta ngủ bình yên. Đó, quý vị có người học Phật phải suy nghĩ cho rõ ràng, phân tích rõ ràng. Cái nào có lợi thì chúng ta xài, còn cái nào không có lợi bỏ nó đi vậy thôi. Chứ không phải đạo Phật dạy chúng ta bỏ hết cái bản ngã rồi con người không xài được cái gì. Một con người mà khi mà ta bỏ hết bản ngã rồi đó, là gần như là ta thành công rất là lớn. Mà rõ ràng cái vị làm ăn của nhau cũng vậy thôi. Cái vị muốn cộng tác hay là cái vị muốn làm ăn với những người nào, những người đó ít bản ngã, những người mà không co ta đây, những người đó lúc co đối tượng có nghĩa là cộng tác, là bạn bè, là thân thương gần gũi lẫn nhau, thì đó là rõ ràng người ta tiêu diệt bản ngã đấy, người ta mới có được đức tính đó. Thì chắc chắn chúng ta làm ăn, nếu là chúng ta là một công ty lớn, thì chắc chắn là những người cộng tác chúng ta sắp thành công, rồi bạn bè rất thành công,
nên gần như xin nghiên cứu kinh điển giáo lý nhà Phật đó, nhiều vị cứ nghĩ rằng là đường lối Đức Phật là làm cho cái xã hội này kinh tế nó càng tụt xuống, hay là cái đất nước, hay là cái xã hội á càng ngày nó càng tụt đi, mà không phải. Nó làm cho xã hội này bình yên rõ ràng, nó làm cho đất nước này phát triển, mà phát triển trên cái sự bền vững nha. Còn cái dạng mà chúng ta mà không đúng đường lối Đức Phật đó, phát triển mà phát triển trên cái mà không phải bền vững. Không bền vững có nghĩa là chúng ta liên quan dính dáng tới cái chuyện tham nhũng, tham ô, hối lộ này kia nọ, hay là chúng ta làm những những cái món ăn, hay là những cái món chúng ta buôn bán mà nó không đúng luật pháp, thì chắc chắn công ty xí nghiệp này một ngày nào phải bị tan rã thôi. Còn nếu chúng ta làm đúng cái tiêu chuẩn của chính phủ đưa ra, chúng ta làm đúng với cái đạo đức, thì chắc chắn là cái con đường mà làm ăn chúng ta nó sẽ bền vững. Thì rõ ràng nghiên cứu đường lối Đức Phật, hay là đừng nói đường lối Đức Phật mà đây là cái đường lối chung, nếu mà chúng ta đi đúng là chắc chắn là cái con đường làm ăn chúng ta là nó bền vững và liên tục, nó không bao giờ có sự hư hao trong đó. Đó, quý vị để ý ha. Thì ở đây sư đọc thêm một vài cái cho thế này. Địa vị tư lương, kinh điển Phật thường chia thành ba bậc. Có nghĩa là trong cái tu tập cái tư lương này đó, nó có ba cấp nữa. Mà quý vị để ý này, sau này đó quý vị biết, để một số vị sẽ giảng thì nói rằng ba cái địa vị này đó, trong cái tư lương này đó, cái địa vị nó thấp hơn thinh văn. Ba địa vị này là Bồ Tát nha. Ba địa vị của 30 địa vị này á, là những cái địa vị của các vị Bồ Tát tu. Nhưng mà sắp trên cái sự chứng đắc á, thì nó thấp hơn các vị thinh văn. Chứ không có nói Bồ Tát là cao hết, cao hơn thinh văn nha. Nếu mà những vị mà tu ở cái vị mà 30 địa vị này đó thì thấp hơn thinh văn, có nghĩa là thấp hơn những vị xuất gia giống như tỳ kheo ni á. Còn tu ngoài trên 30 cái địa vị này đó thì mới gọi là Bồ Tát, lớn hơn thinh văn. Để ý ha. Nên quý vị thấy trong phim Kiếm Hiệp hay là phim Tây Du Ký á, gì đó, thầy trò Đường Tăng dắt một cái người thiếu nữ mà đi vào xin chùa, vì ông trụ trì nghĩ á, cái thầy trụ trì nó các hành giả thì có chỗ nghỉ, mà nữ Bồ Tát này ngủ ở đâu? Thì rõ ràng cái người này không có tu hành gì hết, nhưng mà trên cái địa vị vẫn sử dụng được là Bồ Tát. Nhưng mà quan trọng Bồ Tát này ở cái địa vị nào, đang tu tập 30 cái địa vị này thì mới gọi là nhỏ hơn thanh văn. Thì 30 địa vị này cả như Phật tử ngoài có sử dụng được rồi. Còn bao giờ mà nói là Bồ Tát mà lớn hơn thanh văn á, thì phải tu tập cao hơn 30 địa vị này. Thì cái phần đó sẽ phải trình bày sau. Thì ở đây mình cũng học cho mình biết ha. Ở đây tư lương nó có 30 cái địa vị mà chia thành 3 bậc, đó là trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Cái này quý vị cũng ghi cho để biết nè. Trong cái tư lương nó có 3 cái bậc tu á, là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Mai mốt ai nói tôi đang tu ở thập trụ á, là biết nhỏ hơn thanh văn rồi đó. Hay là thập hạnh, thập hồi hướng. Thì trình bày cho quý vị nè, thập trụ đầu tiên ha, quý vị đánh chữ A đi, trong đó nó tư lương nó có 3 cái thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Nhưng mà bây giờ phân tích cái thập trụ trước nè. Thập trụ là địa vị chỉ những người đã từng gieo trồng hạt giống Phật. Là địa vị chỉ những người đã từng gieo trồng hạt giống Phật, phải có khả năng trụ nơi đất Phật, có khả năng trụ nơi đất Phật để sinh trưởng phước đức trí tuệ của mình,
để sinh trưởng phước đức trí tuệ của mình. Hả? Có khả năng trụ nơi đất Phật để sinh trưởng phước đức trí tuệ của mình. Giống như đại ý, nó giống như bây giờ mà chúng ta có duyên với đạo Phật á, có duyên mà đến học lớp này hay có duyên với đạo Phật á, là cái này đó, cái nhân duyên trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo cái gì đó, gặp Phật cúng cái gì đó, hoặc là gặp Phật tỉnh xá gì đó, thì đời này cái nhân duyên đó chúng ta có duyên với đạo Phật. Đó có nghĩa là thập trụ á, thì giống như là trồng hạt giống trong nhiều đời á, rồi bây giờ chúng ta lại có duyên được gặp lại Đức Phật nữa, gặp đạo Phật lần nữa. Thì ở đây sư sẽ trình bày 10 cái thập trụ cho quý vị không cần ghi ha, ghi cái tổng quát giả thực rồi. Thì sư sẽ trình bày 10 cái thập trụ, 10 cái địa vị tu của thập trụ này. Trụ có 10 địa vị mà một hành giả lần lượt phải trải qua. Thứ nhất đó là phát tâm trụ, là phát tâm khởi tu. Đúng ha, rõ ràng là muốn tu, muốn làm gì trước tiên là phát tâm. Thứ hai là tri địa trụ, là sửa trị tâm địa trong sạch bằng thẳng như trên đất gieo mạ. Có nghĩa là khởi tâm phát rồi nhưng mà cần phải tu sửa. Cái bước thứ hai là cần phải sửa lại cái tâm. Cái bước thứ ba đó là tu hành trụ, do sửa trị tâm thanh tịnh mà tu hành tự tại, không bị chướng ngại. Thì rõ ràng chúng ta mà tu ví dụ như đoạn trừ, loại trừ cái phiền não á, sân á, thì rõ ràng mai mốt ai có ghẹo gì thì có nổi sân lên nữa không? Đỡ và bớt. Thì rõ ràng đây nè, tu hành trị do sửa trị tâm thanh tịnh mà tu hành tự tại, không bị chướng ngại. Có nghĩa là chúng ta tu đúng rồi thì nó không có chướng ngại trong vấn đề tu hành chúng ta. Cái thứ tư mà của thập trụ tu á, là sinh quý trụ, là trụ đất Phật được thọ dụng phần khinh an giải thoát. Thì rõ ràng chúng ta đối tu cái sân rồi nó được tốt rồi á, đứng trước người khác mà ghẹo chọc không có bực bội á, thì chúng ta được cái gì? Khinh an, cái giải thoát, cái nhẹ nhàng đấy, là cái rõ ràng thứ tư nó có được ha. Cái thứ năm mà của thập trụ cần phải tu á, là phương tiện cụ túc trụ, là tự lợi, lợi tha, đủ duyên, thực hiện tốt, không hề trở ngại, tướng mạo khởi sắc quang minh. Có nghĩa là cái địa vị thứ năm này của tu thập trụ á, là cái người ngoài tu lợi cho mình, bản thân mình nghiên cứu kinh điển, nói cái bài kinh đó Đức Phật ông nói hay, rồi chúng ta đem áp dụng, chúng ta thấy có an lạc, rồi chúng ta gặp có người bạn chúng ta hay là người nào đó, chúng ta cũng khuyến khích, tôi nghe ông Phật ông nói vậy hay lắm, bà làm thử coi, rồi bà làm được an lạc, đó là tự lợi và lợi tha. Đó là cái bước thứ năm mà của người tu thập trụ cần phải làm. Cái bước thứ sáu cái người tu thập trụ cần phải tu á, là chính tâm trụ, là tướng mạo quang minh rồi, nội tâm chân chánh gần đồng như Phật. Đó, có nghĩa là cái người này tu tập, cái tướng mạo, cái hình ảnh đi, phong cách đi thì rất là trang nghiêm nha. Ở đây cũng xin nhắc cái viện xíu là cái tu của Thinh Văn á, nó khác tu của Bồ Tát là cái chỗ này nè. Cái người tu Thinh Văn đó là ở đây muốn chỉ cho những người xuất gia đó, tăng ni hay là Đức Phật của chúng ta đó, hay đóng cái vai là tu Thinh Văn. Đức Phật của mình là kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói mà, cái giáo lý mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, ổng đâu có, chính ổng nói mà. Vậy mà tại làm sao ông phải đóng cái vai là Thinh Văn? Cái vai này Bồ Tát đóng được. Cái vai này là cái vai gọi là để lưu trữ, duy trì Phật Pháp còn ở thế gian hay không? Đúng rồi, giống như cái từ Mô Phạm nhé. Nhưng mà phải có hình tướng. Cái vị xuất gia, cái vị tăng, vị ni này đó, phải cái đầu phải cạo, phải bận cái y, phải ăn chay, phải ở trong chùa,
Rồi đi đứng phải là khoan thai, có nghĩa là đúng ra là cái người tu của mấy sư đó là đi đó, cái tay này nó phải nắm cái áo này nè, không được cho đánh cái tay này đánh tới đánh lui nha. Nó ghê đến mức độ đó đó. Nhìn nó rất là uy nghi, nhìn cái tướng rất là đẹp. Nên cái người tu mà thanh văn đó bắt buộc là Đức Phật nó là phải đóng cái vai này thì phải đóng cho hoàn hảo. Nên cái vị thấy nó thật, nhiều hầu Đức Phật tu á, sư gọi là tu mão nhiều lắm. Thiệt, đúng không? Tại vì đấu với Đức Phật, cái nhìn của Đức Phật sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trên cái đời này không có gì mà để ổng để cái tâm hết á, không có gì mà lưu luyến không được hết á. Vậy còn ổng còn đi gần nắm này làm gì? Ổng cạo cái đầu có đẹp cái gì đâu. Nhưng mà ổng đang đóng cái vai thanh văn, nên bắt buộc vào cái vai này thì phải đóng y chang như vậy. Chứ vì thấy nên sẽ nói ở đây cũng nói nhỏ mà nghe này, ông thầy giám viện này, ông đóng vai không đấy, mà cái viện mới để ý. Ông dạ, ông giảng kinh là Đại Bát Niết Bàn là kinh ấy không đó, tư tưởng trên không đó. Nhưng mà tại làm sao mà ông vào hội chúng đó, ông phải nói, lúc nào đi đứng nằm ngồi phải nghiêm túc. Chứ còn không có như vậy đó là vô cái hội chúng nó nhào nháo à. Tu mà giống như Bát Nhã như sư với hậu chúng nó không có được cái gì hết á. Nhưng mà nhờ ông thầy giám viện ông tu vậy đó, lúc mà vô hậu chúng yêu cầu im lặng là im lặng. Nó phải có hình thức, trong cái cương vị thinh văn nó phải có hình thức như vậy thì nó làm cái hậu chúng nó rất là tốt. Thì các vị biết rằng là có những giai đoạn thì nó Đức Phật của mình đóng rất nhiều vai, mà cái vị sau này cái vị nghiên cứu mà nó thông rồi đó, cái vị mới ngồi rồi cái vị thấy thương Đức Phật, mà Đức Phật đủ chiêu trò mà cũng để cho chúng sanh thôi à, cũng vì chúng sanh để cứu chúng sanh thôi à, mà ông đóng rất nhiều vai. Thì ở đây muốn nói cái vị trí thứ sáu đây đó là tướng mạo là quang minh, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi quay nghi rất là nghiêm túc. Cái vị không có để ý, chứ có y như cỡ như cái y như sư đây nè, mà một người đi á, một vị tăng đi nó không có đẹp, nhưng mà một cái hình ảnh mà khoảng chừng 5-6 vị tăng mà đi đó là nó làm trong cái tâm cái vị nó khởi cái sự kính mến ngay lập tức. Thì nó có y không đó nha, có y màu vàng mình gọi là nó biểu tượng của Đức Phật thôi đó, mà nó cũng đủ tạo cái cho bá tánh đã khởi tâm lành. Rồi cái quy nghi đi đứng một cách khoan thai gì đó là tự động là nó nhiếp cái người Phật tử, cái người ở ngoài nhìn rất là đó. Thì đây muốn nói là cái tướng mạo rất là quang minh, nội tâm chân chánh gần đồng như Phật, có nghĩa là ngoài ra cái tướng trang nghiêm như Đức Phật, Đức Phật đang đóng cái vai đó đó, rồi nội tâm là giống như các vị Bồ Tát, cái nhận thức gần như Đức Phật, sắc tức thì không, không tức thì sắc gì đó. Đó là cái quả vị tu chứng thứ sáu của thập trụ ở trong cái giai đoạn tư lương vị đó. Cái giai đoạn thứ bảy cần bước qua đó, cái người tu thập trụ này cần tu này, bất thối trụ là thân tâm tương hợp, ngày ngày chỉ có tăng tiến đi sau vào chánh quán di thức. Đó, cái này nó cũng nhắc cái người tu chúng ta đó, là cái người tu á, là cái sự tinh tấn là phải liên tục. Hôm nay ví dụ như chúng ta leo lên bậc thang được 10 cái, rồi ngày mai nghỉ không làm, ngày mốt rồi tuột xuống 4-5 cái, rồi bữa sau chúng ta leo lên 10 cái. Như vậy đó Đức Phật gọi là không có tinh tấn đều. Mà ở đây Đức Phật nói cái sự tinh tấn của chúng ta cần phải đều ở đây đó, có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải, cái này là tự quý vị nha, tự quý vị gọi là đưa ra cái nội quy, giống như quy định là một ngày chúng ta phải ít nhất tụng kinh phải được một thời. Dù có bữa đó như thế nào đâu, phải dành cái thời gian tới cái giờ đó phải nghỉ đi tụng kinh, hoặc là giờ đó phải ngồi thiền. Đây là cái sự tinh tấn. Chứ còn không á là cái vị không có cái lập trường, không có cái sự mà gọi là phát nguyện như thế này đó, là cái sự tinh tấn cái vị lúc được lúc không. Mà tu mà cà giật kiểu đó đó, nó không có tinh tấn được, nó không có tiến triển được.
À, thì nó cái mà nó là cái tinh tấn của Hư đó thì cũng có thấy có cái giá trị á, là gần như trừ trường hợp nào bệnh khiên không đi ra không nổi ta khiên ra thôi à, chứ gần như tụng kinh với hướng dẫn tu tập hay lên lớp là gần như nó bệnh cỡ nào đi nữa cũng phải là. Nên bữa trước mà đi mà đến nỗi hai cái nạn là nói chung là thấy nó không có đẹp đó, vậy đó mà hỏi ông giáo viện giờ con mang hai cái nạn lên lớp vậy nó để nó xấu quắc làm sao. Ổng nói thầy nó đau cái chân chứ đau đau cái miệng đâu, là nó trúng mình nữa rồi, nó đúng cái sự, có nghĩa là mình không có chuyện nệ hà cái chuyện mà đi đến lớp mà ổng nói vậy là thấy quan hỷ rồi đó. Thì đó muốn nói cái ý thứ năm đây đó, thứ sáu ở đây là chúng ta cần phải có sự tinh tấn. Thứ bảy hả, bắt thối trụ, ờ đúng rồi, thứ bảy. Thứ tám là đồng chân trụ, có được những đức tướng tốt của Phật có. Có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập cái đó tất nhiên có những đức tướng tốt của Đức Phật, giống như là từ, bi, hỷ, xả. Thì cái đó chúng ta tu tập đạt đến đây là nó phải có thôi. Cái điều kiện thứ 8 mà của tu thập trụ á, là Pháp Vương tử trụ. Đến đây được xem như con đấm của Pháp Vương, xuất thai một hoàng tử chào đời, từ sơ sinh phát tâm đến sinh quý, đệ tứ trụ gọi là thập thánh trai. Có nghĩa là ý nó là cái người mà tu tập của chúng ta đó là Pháp Vương tử trụ, ở đây là đến đây là xem như là con của Pháp Vương. Có nghĩa là tu tập đến cái mức độ này đó là gần như là con của Pháp Vương rồi. Mà cái việc nó rõ ràng, mình tự hay là Đức Phật cũng nói là Đức Phật của chúng ta là vua của tất cả Pháp. Vua của Pháp Vương á, là vua của tất cả Pháp đó. Mà cái việc coi là rõ ràng đi, đúng như vậy không? Mình thấy Đức Phật ông nói có quá đà hay không? Mà đúng là suy thấy rõ ràng. Gần như Đức Phật của chúng ta là gần như chúng sanh nó nhiều thứ bệnh lắm. Mà cái bệnh nào gặp ông cũng có cái thuốc khác nhau hết. Thì cái người như vậy đó mới gọi là vua, là giỏi nhất. Giống như một cái ông thầy mà ông bán thuốc đông y hay tây y gì đó, mà ông nói cái loại thuốc này tốt, ông nói ông là giỏi nhiều thuốc nọ, thì người đó chưa chắc là giỏi. Nhưng mà cái người này đó, cái người bệnh nhân ta vô nói tôi bị bệnh đó, bệnh này bệnh kia, mà nói một cái người thầy thuốc này tự suy nghĩ ra cho những cái loại thuốc sẽ khác nhau. Nó sẽ khác nhau nha. Giống như gọi là bị bệnh mà gọi là mình gọi là bệnh ung thư đó, đâu phải ung thư ông uống thuốc giống nhau được, tùy cái cơ địa của mọi người nữa. Cái người mà giỏi ra đó, ở trong đông y nó có 4-5 cái cách đó mà chúng ta cần phải đi nè. Tầm sát rồi trờ rồi vắng rồi nó có 4-5 trường hợp. Có nghĩa là vô nó hỏi, nó nhìn cái sắc cái đã. Cái này để ý ha. Cái vị mà đi đông y, mà cái vị mà đi mà gọi là đánh son đánh phấn nhiều quá đó, là ông vô không có biết cái sắc cái vị được đâu. Cái người đông y người ta hay vậy đó, trước tiên vô nhìn cái sắc coi, sắc tướng hôm nay bà như thế nào, nó ảnh hưởng trực tiếp cái bệnh. Rồi thứ hai người ta vắng, có nghĩa là ta hỏi câu hỏi bà ăn như thế nào, bà uống như thế nào, bà đi vệ sinh như thế nào. Rồi có nghĩa là nó có nhiều cái cách theo đông y vậy. Thì cái bệnh, cái người Pháp Vương này cũng y chang như vậy đó. Thì Đức Phật chúng ta là gần như là thầy của tất cả Pháp. Mà những cái thuốc mà Đức Phật đưa ra đây đó là có nghĩa là đối trị tất đàn. Tùy cái bệnh của đối tượng mà Đức Phật cho cái thuốc sẽ khác nhau. Có lúc là quân thì tăng, tá thì giảm, thần giảm. Có những cái bệnh mà cần cái quân cần phải tăng, tái tăng, thì ở đây ai mà làm bên đông y sẽ thành cái này nè. Tùy cái nơi mà người ta khi mà người ta có nghĩa là người ta cầm cái tay của người bệnh á, người ta vắng đáp gì đó, nhìn sắc gì đó, thì từ cái đó người ta mới đưa ra cái thuốc sẽ khác nhau. Nó rất là hay. Thì đó là cái thứ 9 ha. Cái thứ 10 hả? Tầm sát vắng rồi cái gì nữa đó, còn cái nữa
Theo đông y nó có bốn bốn cái cách để suy tìm lại cái đó coi. Bên đông y nó sẽ có hả vấn văn thi chí hả thiết ở hả à hình đúng rồi đó, vấn văn thi thiết đó. Đúng rồi, bốn cái trường hợp của một người làm đông y người ta hay sử dụng cái đó thì người ta mới đoán được cái bệnh chính xác hơn nữa. Ờ vậy cũng được, tầm sát vấn thiết. Thiết có nghĩa là trình bày cái bệnh cho người ta biết á. Rồi cái thứ 10 mà của tu trị, tu cái thập trụ á ha, là quán đỉnh trụ, là con vua trưởng thành được làm lễ lấy nước bốn biển mà gọi đầu là quán đỉnh. Quán đỉnh á, Bồ Tát có khả năng thừa hành Phật sự, được Phật rước nước trí tuệ trên đầu. Có nghĩa là ở cái cương vị này đó thì gần như cái người, ví dụ ở đây giống như là người con mà sắp lên làm vua, là cái người mà tu tập đến cái quả vị loại trừ tất cả phiền não rồi á, trở thành một vị Phật, sắp trở thành một vị Phật. Thì ở đây có nghĩa là một cái danh từ là đẳng giác Bồ Tát ha. Muốn lên quả vị Phật là phải qua cái giai đoạn là đẳng giác Bồ Tát, là cái quả vị cuối cùng của các vị Bồ Tát. Thì quý vị thấy mình ở trong cái những vị Bồ Tát của mình á, là chỉ cho Bồ Tát nào đẳng giác Bồ Tát. Còn 10 cái chứ. Thì đẳng giác Bồ Tát ở đây muốn chỉ cho Bồ Tát Quan Thế Âm nha. Có những cái giả thiết, có giả thiết người ta nói Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Phật rồi. Rồi có một giả thiết người ta nói Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị mà tu tập sắp thành Phật. Mà cái từ đẳng giác Bồ Tát ở đây, cái vị ý này, một cái từ mà muốn được cái quả vị này đó, cái vị tu luyện làm sao nó không còn trong cái đầu của cái vị á, nó cái từ mà thăng hay sơ nữa nha. Gần như chúng ta là người phàm, còn thăng còn sơ không. Người thăng của chúng ta, người chúng ta thương, người chúng ta mến, người chúng ta ưa, cho nhiều, ban nhiều. Còn chúng ta ghét, không chịu. Thì nó có lúc mà ở trong chùa nhiều cái cũng nói, có hôm bữa cô Phật tử cô đi cái danh sách, một cái danh sách dài vậy đó, cô đi nhờ thầy cúng cầu an giùm cho gia đình của con. Cái đưa danh sách xong, cái cô đi về đâu khoảng tiếng đồng hồ có chạy ngược lại. Cô nói thầy cái tờ giấy hồi nãy đâu, nó ồ chi vậy, nó cho con mượn cái tờ giấy hồi nãy. Cái cô đưa cô ra xong rồi cô lấy cái tờ cái cây bút đó, cô gạch cái tên cái ông cuối cùng. Hỏi sao mà ủa cái ông này không có sao? Của nó không có, hồi nãy đáng lẽ nhờ thầy cầu an giùm cho ông chồng của con, mà bây giờ con mới về nhà con nghe ổng có lèo tèo của bà khác nữa, nên bây giờ đừng có cầu nguyện cho ông này giùm cho con. Thì quý vị thấy rõ ràng là nó còn thăng quý sơ đó. Cái người chồng mình thương không có gì hết là cầu an, mà nghe lèo tèo của ông bà kia bà nọ là không có cầu nguyện giùm. Cái này được nha. Cái giáo lý nhà Phật cái gì phải tu tập cái này á. Còn mà cái việc không tu luyện cái này thì cái vị vẫn là phàm phu thôi. Đúng không? Đức Phật ông nói tất cả chúng sanh đều gì? Đều có Phật tánh. Vậy mà chúng ta đi ghét cái tông này, ghét cái tông kia, rồi ghét cái chùa này, ghét cái chùa nọ, rồi chưa nói ghét cái tông, cái đạo này, ghét cái đạo kia, rồi ghét cái xã hội này, ghét sau kia. Cái đó cần phải bỏ tu tập. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là Phật hết, sao mà đi ghét gì kỳ vậy? Cái đạo Phật mình nó hay đến mức độ đó, nó giải quyết cái hòa bình cho thế giới đến mức độ nào? Các ông vua mà đánh lộn, đánh với nhau là chẳng qua ổng nói thằng dân của ổng là của ổng, của người kia là của người kia thôi. Còn ổng khởi cái lòng từ mà thằng dân của người này, ổng nghĩ rằng những người này cũng nó máu thì cùng cái gì, cùng đỏ, rồi nước mắt thì cùng mặn, rồi ai cũng giống như nhau, thì ổng đâu có săn lấp bắn nhau. Cái lòng từ nó lớn đến mức độ đó.
Mà rõ ràng vấn đề là chúng ta tu tập được, chúng ta sửa được mà. Cái đó rõ ràng được. Nên cái quả vị mà đẳng giác Bồ Tát, cái mà sẽ nói một trong những cái điều kiện đó là không còn thân, không còn sơ nữa. Ai muốn làm Bồ Tát đẳng giác thì làm ơn tu bỏ dùm cái này. Được nha, tu được, tập được mà rõ ràng chúng ta có an lạc đó. Không, cái thứ 10 là quán đỉnh trụ. Thứ 9 là pháp vương tử trụ. À, quý vị có cần muốn ghi không? À hả? À, vậy muốn ghi thì ghi kìa, nó cho nó ấy ha, để mai mốt. Bây giờ cái thập trụ này nè, cái địa vị tu của thập trụ này nè, thứ nhất cái là phát tâm trụ, thì sẽ giải thích ngắn cho quý vị luôn. Rồi là phát tâm khởi tu. Rồi dễ hiểu ha, muốn tu phải khởi tâm. Hai là tri địa trụ. Tri địa trụ. Rồi sửa tâm để cho trong sạch. Đó, thứ ba là tu hành trụ. Ồ, cái gì cũng hay quá ha, cũng muốn ghi. Nãy giờ cũng ghi ha, tu hành trụ là do là sửa tâm được thanh tịnh nên không có chướng ngại. Thứ tư là sinh quý trụ, là tu được khinh an. Thứ năm là phương tiện cụ túc trụ, làm lợi ích cho mình và cho người. Thứ sáu là chính tâm trụ. Là hình tướng minh quang minh, nội tâm chân chánh. Thứ bảy là bất thối trụ. Là tăng tiến, tinh tấn, không thay đổi. Thứ tám đồng chân trụ, tu có được những đức tướng tốt của Phật. Ví dụ như từ bi hỷ xả. Thứ chín là pháp vương tử trụ, giống như con của vua sắp được làm vua. Thứ mười là quán đỉnh trụ, là làm lễ giao chức vụ cho con làm vua. Làm lễ giao chức vụ cho con làm vua. Trời ơi, nói cái này đó là đọc dày phân diễn nghĩa là soạn ra và cái vị dễ hiểu á. Chứ đọc trong cái cuốn kia sư là cái người mà chiên đó, mà đọc gần như nó còn khó hiểu nữa. Hả? Không, sẽ cho gọn thôi. Ngắn gọn cái nào cần thiết thôi. Đ-
Cái này quý vị học cũng biết, đúng rồi, mai mốt có những cái bài kinh quý vị sẽ được, nhất là trong kinh Hoa Nghiêm là cũng có này, trong Di Ma Cật cũng có. Muốn hiểu được cái này phải hiểu thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ. Đó, để mình hiểu cái đó. Cả hôm nay mình dừng ở đây quý vị. Rồi. Hôm nay là mình còn là 4 tuần nữa là xong cái chương trình của mình. Là mình xong là 48 tiếng đó. Di thức. Cái này nó gọi là thành thực luận hay là di thức Phật giáo cũng vậy nha. Cái từ nó khác nhau thôi. Mà gọi là di thức Phật học cho nó dễ. Đây, xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.